Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 2, tuần 26, trang 66 đến trang 68, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 3, Mùa Lúa Chín. Đầu tiên là phần khởi động. Thi tìm từ ngữ tả mùi hương của một loài cây, hoa, quả theo gợi ý. Như vậy thì các em sẽ thi tìm từ ngữ tả mùi hương của một số loài cây, loài hoa mà theo gợi ý ở dưới đây. Ví dụ ở đây hình ảnh chúng ta có là đây là quả mít, rồi hoa hồng, bụi sả và cây sả đây, cây sả, bụi sả. Thì các em sẽ dựa vào sự hiểu biết của bản thân mình. Thì cái ví dụ như các em thấy hoa hồng thì có mùi hương như thế nào? Thơm, thơm ngát. Cây sả thì có mùi hương thoang thoảng, tức là khi mà chúng ta cắt cây sả thì chúng ta sẽ nghe cái mùi hương thoang thoảng. Hoa hồng thì chúng ta ngửi, khi mà chúng ta ngửi vào cái bông hoa thì nó rất là thơm, nó thơm ngát. Và quả mít cũng vậy. Thì ngoài ra những cái gợi ý ở đây thì các em có thể tìm những cái từ ngữ tả mùi hương của một số loài cây, hoa, quả khác mà chúng ta biết. Ngoài ra ví dụ như chúng ta có là hoa huệ nè, rồi quả thì có là ví dụ như là quả sầu riêng, quả xoài, quả đu đủ, một số loại quả như vậy. Thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ trả lời, tức là chúng ta sẽ tìm cái từ ngữ tả mùi hương của những cây hoa quả mà mình biết. Thì ở đây cô ví dụ như là hoa hồng thì cái từ ngữ tả mùi hương của nó là thơm ngát. Rồi ví dụ như là hoa huệ thì nó thơm như thế nào? Nó thơm thoang thoảng. Đó thì chúng ta sẽ tìm những cái từ ngữ tả mùi hương như những câu cô vừa gợi ý ở đây. Rồi tiếp theo là phần bài đọc. Số 1 nhỏ đọc Mùa Lúa Chín. Vây quanh làng một biển vàng như tơ kén, hương lúa chín thoang thoảng bay, làm say say đàn ri cá. Lúa biết đi chuyện rầm rì rung rinh sóng, làm xáo động cả rặng cây, làm lung lay hàng cột điện. Bông lúa quyện trĩu bàn tay như đựng đầy mưa gió nắng, như đeo nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa. Em đi giữa biển vàng nghe mênh mang đồng lúa hát. Nguyễn Khoa Đăng. Như vậy thì các em vừa theo dõi bài đọc bài thơ Mùa Lúa Chín của Nguyễn Khoa Đăng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu 1. Tìm từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong khổ thơ đầu. Như vậy các em đọc kỹ lại khổ thơ đầu. Vây quanh làng một biển vàng như tơ kén, hương lúa chín thoang thoảng bay, làm say say đàn ri cá. Như vậy các em thấy cái từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong khổ thơ đầu thì cây lúa, cảnh mùa lúa được ví như là một biển vàng như tơ kén. Như vậy từ ngữ tả mùa lúa chín trong khổ thơ đầu đó là biển vàng, tơ kén và có cái mùi hương đó là thoang thoảng. Thế như vậy thì các em sẽ trả lời những từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong khổ thơ đầu là biển vàng, tơ kén, thoang thoảng. Rồi tiếp theo khổ thơ thứ hai, khổ thơ thứ ba. Cô xin lỗi, câu số 2, khổ thơ thứ ba nói về điều gì? Cánh đồng lúa chín rất đẹp, bông lúa chín vàng, trĩu nặng. Người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa. Như vậy các em sẽ đọc lại khổ thơ thứ ba.
Bông lúa quyện trĩu bàn tay như đựng đầy mưa gió nắng, như đeo nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa. Như vậy các em thấy ở trong khổ thơ này nói về sự vất vả của người nông dân để làm ra hạt lúa thì phải chịu đựng những là mưa gió nắng rồi những cái giọt mồ hôi rơi xuống đồng. Như vậy ở đây khổ thơ thứ ba này nói về người nông dân rất là vất vả để làm ra hạt lúa. Như vậy câu số 2, khổ thơ thứ ba nói về người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa. Tiếp theo câu 3, em thích khổ thơ nào vì sao? Học thuộc lòng hai khổ thơ em thích. Như vậy các em sẽ trả lời câu số 3 này dựa vào ý thích của bản thân mình. Ví dụ như các em thích khổ thơ 1 thì các em sẽ trả lời là em thích nhất là khổ thơ 1. Bởi vì sao thì các em sẽ nêu ra. Tương tự như khổ thơ 2, ví dụ một bạn thì thích khổ thơ thứ 2 thì bạn sẽ trả lời là tại sao là mình thích khổ thơ thứ 2. Hoặc là bạn thích khổ thơ thứ 3 thì các bạn cũng sẽ trả lời là tại sao là mình thích khổ thơ thứ 3. Thì ở đây cô ví dụ như là em thích nhất là khổ thơ thứ 3 bởi vì qua đó em hiểu được rằng từng bông lúa trĩu nặng là thành quả cho sự vất vả chăm bón sớm hôm của người nông dân dành cho cây lúa. Rồi tiếp theo phần ghi nhớ, nội dung của bài thơ đó là miêu tả về vẻ đẹp của đồng lúa chín và bày tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm ra hạt lúa. Thì chúng ta liên hệ bản thân, chúng ta sẽ kính trọng và biết ơn những người nông dân. Rồi tiếp theo là phần cùng sáng tạo quê mình đẹp nhất. Chia sẻ tranh hoặc ảnh về cảnh vật ở quê em hoặc nơi em sống, nói câu bày tỏ cảm xúc của em về cảnh đẹp đó. Như vậy ở phần cùng sáng tạo này các em có thể là chúng ta có thể là chia sẻ đồng lúa, cảnh đồng lúa hoặc là cảnh thác nước hoặc là cảnh công viên, con đường, cảnh dòng sông hoặc là cảnh vật nào đó mà thuộc về nơi mình đang sinh sống. Ví dụ ở nơi em đang sinh sống có cảnh đồng lúa hoặc là con đường hoặc là dòng sông hoặc là cảnh công viên nào đó thì các em sẽ chia sẻ tranh hoặc ảnh về những cái cảnh này. Rồi sau đó các em sẽ bày tỏ cảm xúc của mình về cảnh đẹp đó. Ví dụ em nói là em rất yêu thích cảnh đẹp quê hương em, hoặc là em tự hào về những cái cảnh đẹp của quê hương em. Thì đây là những cái câu bày tỏ cảm xúc của mình về cảnh đẹp. Thì ở phần trên thì các em có thể là các em sẽ chia sẻ về tranh ảnh, thì cái phần này các em sẽ tự chuẩn bị. Rồi tiếp theo là phần hai nhỏ là phần viết, thì các em sẽ xem hướng dẫn ở sách giáo khoa và các em sẽ viết ứng dụng câu yêu nước thương nòi. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là tìm 3 đến 5 cặp từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc trong đoạn thơ dưới đây. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh một dòng xanh mát, trời mây bát ngát xanh ngắt mùa thu xanh màu ước mơ. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi em tô đỏ thắm, Định Hải. Như vậy ở bài tập số 3 này các em sẽ tìm ở trong đoạn thơ ở dưới đây những cái từ, cái cặp từ chỉ sự vật và màu sắc, tức là cái sự vật đó thì được tả màu với màu sắc như thế nào. Thì các em sẽ đọc khổ thơ 1
Em vẽ làng xóm tre xanh lúa xanh. Như vậy ở đây các em thấy, em vẽ làng xóm tre xanh lúa xanh thì ở đây sự vật ở đây là tre. Tre thì như thế nào? Xanh và lúa cũng xanh. Rồi sông máng lượn quanh một dòng xanh mát. Rồi sông thì như thế nào? Chỉ màu sắc như thế nào? Là cũng là màu xanh. Rồi trời mây bát két xanh ngắt mùa thu xanh màu ước mơ. Trời thì xanh ngắt mùa thu, còn mây thì xanh màu ước mơ. Như vậy trời và mây cũng là xanh. Như vậy cặp từ chỉ màu sắc, trời thì xanh, mây cũng xanh. Rồi em quay đầu đỏ vẽ nhà em ở ngói mới đỏ tươi. Như vậy thì cái cặp từ ở đây, ngói thì như thế nào, vẽ nhà có ngói thì như thế nào? Ngói thì đỏ tươi, trường học trên đồi em tô đỏ thắm. Như vậy trường học thì như thế nào? Đỏ thắm. Như vậy chúng ta có các cặp từ, tức là chúng ta sẽ viết ra từ 3 đến 5 cặp từ. Nhưng mà ở đây có thể là nhiều hơn 5 cặp từ thì các em có thể viết 3 đến 5 cũng được, hoặc là các em sẽ viết hết ra cũng được. Thì ở đây cô sẽ nêu những cái cặp từ chỉ sự vật và màu sắc ở trong đoạn thơ là tre thì xanh, lúa xanh, sông thì xanh mát, trời xanh, mây xanh, ngói thì đỏ tươi, trường học thì đỏ thắm. Rồi tiếp theo câu số 4, đặt 2 đến 3 câu tả một cảnh đẹp mà em thích. Như vậy chúng ta sẽ đặt 2 đến 3 câu tả một cảnh đẹp mà em thích. Thì ở đây cô ví dụ như hàng tre xanh tỏa bóng mát xuống dòng sông xanh biếc. Rồi nhìn trên cao cánh đồng lúa trông giống như những ô bàn cờ. Dòng sông uốn lượn hiền hòa như dải lụa. Thì đây là những cái câu tả một cảnh đẹp mà chúng ta thích. Thì ngoài ra các em, ngoài những tả về ở đây là hàng tre, cánh đồng, dòng sông, thì các em còn có thể là tả, ví dụ như là tả về con đường, tả về con đường hoặc là công viên. Thì đó là một số cái cảnh mà chúng ta có thể là đặt câu để tả. Rồi tiếp theo là phần vận dụng trò chơi ca sĩ nhí. Em hát bài hát Em đi giữa biển vàng, nhạc Bùi Đình Thảo, lời Nguyễn Khoa Đăng. Bùi Đình Thảo thì các em có thể là các em sẽ lên Google hoặc là YouTube, các em search bài hát này để các em có thể tập hát theo. Và chúng ta sẽ nói một câu thể hiện cảm xúc mà khi chúng ta hát bài hát này. Thì cái bài hát các em sẽ hát, tập hát và các em sẽ nghe hát. Thì phần này các em sẽ tự làm. Rồi chúng ta sẽ nói một câu thể hiện cảm xúc của mình khi hát bài hát đó như thế nào. Thì ở đây cô sẽ gợi ý cho các em. Ví dụ như là khi nghe bài hát này, em đi giữa biển vàng, em thì có cảm giác như chính mình đang đi giữa cánh đồng lúa chín vàng, ngửi được hương lúa chín ngày mùa, cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Thì đây là cái câu mà thể hiện cảm xúc của em khi hát bài hát Em đi giữa biển vàng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.